Vâng, xin chào toàn thể anh em audio. Hôm nay Phạm Thức Audio có về được mấy cặp loa Boss 4.2 với phiên bản thùng màu vàng, vân gỗ. Phải nói là rất rất đẹp. Đó, các bác ngắm nhìn từ nãy đến giờ rồi đúng không ạ? Ba cặp này thì phải nói là không khác nhau là gì cả về độ đẹp. Về cùng một lô vân này. Đó. Góc cạnh đằng sau này. Cặp đầu tiên này có số seri thùng là 99227. 99227 này. Made in Mexico. Nha. Đây đây là cặp đầu tiên. Cặp số 2 này, anh em cùng xem độ đẹp này. Đẹp keng luôn. 99229. Made in Mexico này. Đây, 99229. Đấy, trùng series nhau chưa? Đây là chiếc này là chiếc xem chiếc gì nào. Chiếc Rai, chiếc Line này. Đấy, nó hai chiếc nó đối nhau này. Cầu loa này. Dòng 4.2 cái cầu loa nó bắt nghiêng, không bắt đứng nhá. Đấy, các bác xem rất rõ đúng không ạ? Và đến cặp số 3 này. 99341. Cũng made in Mexico. 99341 made in Mexico 4.2 series 2. Cái giặc của nó còn rất mới luôn nhá. Ê, căng này, các bác nhìn này, không một vết thủng, căng đều có nhám hết. Bên em vẫn dán tem để đảm bảo cho anh em là căng xịn chứ không phải là căng dở. Đến cả những chi tiết nhỏ nhất cũng sẽ đảm bảo cho anh em. Đấy. Về phần bát loa tiến loa này. Cặp số 1. Cân zin nhá. Gần rất đẹp này. Cân zin, gần này dùng thoải mái, 50 năm nữa không hỏng. Tẹp. Dòng này thì cái chung của nó được bọc một lớp nhựa. Về bản chất giữa loa tép và loa chung thì nó giống nhau thôi, nhưng mà cái chất tiếng của nó sẽ phản xạ khác nhau thì sẽ tạo ra hiệu ứng khác nhau. Bên em bán hàng là có dán tem như này. Nhá. Mũi loa này cực kỳ đẹp luôn, hàng xịn. Cái mũi loa của nó bao giờ nó cũng tạo cái màng loa, nó cũng tạo ra được cái những cái nếp sóng đấy. Nếu anh em nhìn nghiêng sẽ tạo ra những cái nếp sóng cong này đấy, theo cái chiều đan xen nhau. Và những cái cặp loa này thì chân căng của nó sẽ có số này đấy, nó giống như kiểu răng u ấy, trong cái nút của nó cũng có số. Và các số của nó thường thường là nó khác nhau, nó sẽ không trùng nhau. Đấy, đây số 9. Số 1. Số mười mấy đây? 16. Đó. Sang cặp số 2 này. Anh em nhìn này, gần đẹp chưa? Nếu nó trùng series nhau và trùng số thùng nhau thì cái loa bát của nó sẽ trùng màu nhau. Đấy. Chứ nó không lệch màu nhau được. Rất đẹp luôn. Cặp này số ở trong rắc này cũng có này. Đấy, số 2 này. Các bạn nhìn thấy chưa? Rất nét luôn này. Thơm phức mùi Mỹ luôn, vẫn còn thơm phức mùi Mỹ.
Và giá của cả ba cặp này thì bên em đang bán là 14 triệu 500 một cặp. 14 triệu 500 một cặp nhá. Và bây giờ em sẽ bê một cặp ra test cùng với chiếc 203N phiên bản năm 1996. Mà cái vỉ vang của nó, mà cái vỉ bên trong của nó giống hệt đời 97 đấy. Mời anh em cùng nghe. Vâng, và đây tín hiệu đánh từ TV trực tiếp xuống âm ly qua mỗi cái cục giải mã 300.000 thôi của bên em phân phối, ghép vào cặp loa Bow 4.2. Đời em gầm hoa trái đôi,
Hôm nay tớ sầu trong mộng, hỡi ơi người sau đành buồn. Đường anh gấm hoa trái lâu, hôm nay tớ sầu trong mộng, hỡi ơi người sau đành buồn.